từ nếu thọ tỳ kheo rồi có được nghe nhạc phật không còn thấy có vị bên phật giáo phát triển bậc nhạc niệm bồ tát quán âm mong si gia đáp giúp à, trong tăng chi bộ kinh đức phật có nói như thế này đối với người mà ngâm nga kinh kệ tức là, là sao rất là sao một cái một cái một cái bài kinh mà vị đó hát à, ví dụ như karaniyama thakusa na yantang thì khi mà vị đó ca hát một cái bài kinh tạng cầu kinh nha kinh nha cho nó nó kinh mà vì đó ca hát như vậy Đức Thế Tôn nói là có những cái quả xấu như thế này sẽ đến đối với vị đó. Thứ nhất là vị đó sẽ do chú tâm đến cái âm điệu mà cái định nó bị mất. Rồi cái người nghe do cũng chú tâm đến cái âm điệu cho nên định nó cũng bị mất rồi cái vị mà ca đó do chú tâm để làm cho cái âm điệu nó trở nên hay ho thì vì đó trở nên sao lãng việc thực hành các bổn phận về giới về định về tuệ và những vị mà lắng nghe như vậy cũng trở nên sao lãng và khi thân hoại mạng chung vì đó sẽ đi địa ngục Trong tăng chi bộ kinh ừ. chính bởi vì như vậy đức thế tôn có một cái giới đó là một vị tỳ kheo không có được ngâm nga kệ không được ngâm nga bài hát. quý dịp thấy đấy. dù là kinh nha, dù là kinh mà mình một vị tỳ kheo còn không được hát thì nói gì đến nhạc hát mà chỉ là cái cái vô vô cồ của mình thôi, cái cái giọng hát của mình còn không được hát, nói gì đến nhạc nhạc là mình phải chơi tới đạo cụ rồi đấy. À thành ra là cái này Đức Phật nói rất là rõ ừ. chỉ có một trường hợp ngoại lệ xin nhắc để quý vị biết là ngoại lệ nha à, đó là khi vua trời đế thích xuống mà xin gặp đức thế tôn trong bài kinh đế thích xã vấn của trường bộ thì uh, vua trời Đế thích có nhờ, uh, nhờ cái vị uh, tiên một cái vị thiên tử xuống đánh xe đó, uh, xuống đảnh lễ đức thế tôn và có cái lời ngõ lời trước thì cái vị thiên tử này mới uh, gửi thế đến thế tôn một cái lời bài hát về cái tình yêu của uh, vị này đối với uh, nàng uh, một cái nàng tiên nữ mà vị này so sánh đến với phật giáo ví dụ như Ờ, cái, cái cái tình yêu của vị này nó tăng nhìn khi mà mỗi lần nhìn cái cô tiên nữ nó tăng trưởng y như là sự tăng trưởng của các vị a la hán trong tăng đoàn đấy thì trong trường hợp đó đây quý vị nên đây là trường hợp ngoại lệ duy nhất được ghi lại trong tam tạng và trong các trường hợp trong các trường hợp thế tôn thuyết pháp à, hoặc là một vị tỳ kheo đọc một bài kệ không hề có chuyện chư thiên nổi nhạc vui mừng thì nó không có kinh tạng không hề ghi lại giỏi lắm là chư thiên xa thú xa thú vang cả tam thiên đại thiên thế giới chỉ có như vậy thôi mà bây giờ mình chơi mình đem nào kè nào đờ nào này nào nó nào kia thì kỳ lắm ừ, kỳ lắm ờ, có lần do vấn đề xã giao á Tôi nghĩ là lần đầu cũng như lần cuối, Tầm không biết không ngờ tới à, mời một mời một nhóm những cái vị tu sĩ à, đến chùa Nam tông à, lên khi mình lên chánh điện, à, các vị cho phép các vị đó làm lễ theo cái cách của các vị này, à, các vị này bắt đầu là lên kèn lên đờn, à, do cái um... Giờ cái vai trò là xã giao giao lưu cho nên là Sư phải ngồi đó sư chịu trận dùng cái từ là chịu trận quý vị biết trong tâm của sư lúc đó là cái gì không sư có lòng từ và có lòng bi mẫn đến thế tôn ngài đã dạy cho chúng con cái con đường thoát khổ ngài đã dạy chúng con tránh xa những cái đờn ca muốn hát để rồi đó hàng con cháu cái gì ngài kêu con cháu nó đừng có làm bây giờ nó đem ra nó nó làm ngay trước mặt ông ông cố tổ thì nó giống như là mình đang bôi cho các cháu vô cái mặt À, của tổ tiên của tổ phụ mình vậy đó nhìn thương phật hết sức thương thương phật sư ngồi đó mà sư có có cái lòng bi mẫn đối với phật không thiệt thương phật phật giáo truyền hai năm trăm năm để rồi nó ra một cái phiên bản như thế này mà người ta vẫn gọi nó là phật giáo có một cái điều mà nghe nó nhục nhìn. À, Mọi sư có biết một cái anh người người nga đương nhiên sư không biết tiếng nga sư với quý vị này nói chuyện với nhau bằng tiếng anh thôi à, thì khi mà vị này thấy cái chuyện mà ca hát của một số vị đó vị này nói nó một cái câu phát biểu đó là cái này không phải là cái chuyện điên rồ duy nhất mà họ đã làm nghe nó nhục à, đấy cho nên là không có nên à, không có nên là còn còn cái chuyện mẫu gì bật cái nhạc gì đó thì thôi không nói tới nữa à. à, ngay cả cái câu mà năm mô ta xa đó một vị thì kheo còn không được hát mà nhưng mà thôi uh, 227 giới giữ được giới nào mừng cái giới đó anh không giữ được 227 anh giữ được 220 nó cũng quý anh không giữ được 220 anh giữ được 200 mà nó cũng mừng anh không giữ được 200 mà giữ được 100 là cũng vui vui vẻ với nhau mà anh không giữ được trăm anh giữ năm chục thì thôi thì cũng ráng ngồi lại. Mà anh không giữ được năm chục anh còn giữ được bốn bức cộng trụ mười ba tăng tàn, thì mình còn có chuyện để nói. Còn khi mà anh dẹp luôn cái thứ đó rồi thì thôi, uh... giống như là cái bài một vòng trái đất hả anh ngồi đây tôi ngồi đây bên cạnh nhau ngỡ như thật xa không muốn nhìn không muốn gần đừng mới đừng có nói với nhau một câu đấy à, cho nên à, còn coi như là cái 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 gì đó còn được phần nào mừng phần đó vậy thôi nhé